Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki ở mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki ở mình, xong rồi, toang rồi anh em ạ, và quá toang luôn, sáng nay em chạy Grab về hơi muộn. và bên Anna đã mở sự kiện duy nhất tại chợ năm mới, mày tụi quên mất là hôm nay bên Anna sẽ mở sự kiện free súng này. Đấy, free súng này như nào thì chúng ta có thể đổi cái huy hiệu kẹo ngọt, bánh gừng gì đấy để lấy các cái đồ free. Nhưng mà tất nhiên là số lượng nó rất hạn chế thôi, mỗi khung giờ chỉ có 2.500 người may mắn có thể đổi được. Đấy, thì nói chung là súng gì cũng được. Đấy, Mark 7 bất bại rồi thì khẩu này là khẩu chim gõ kiến, kiến gõ chim, khẩu này khẩu gì nhỉ, thì em quên tên. Đấy, tiệc tùng, đấy, cộng thêm quả lưỡi hái, cộng thêm hai quả bóng keo khá tươi. Đấy, 2.500 anh em may mắn mỗi khung giờ. Và sự kiện này sẽ được làm mới lúc 10 giờ sáng và 17 giờ chiều. Thì 17 giờ chiều hôm nay thì anh em nhớ săn. Tôi sáng nay tôi bận chạy xe và về hơi muộn anh em ạ. Hôm qua một số anh em hỏi là sao hôm qua video lên sớm, thì hôm qua mùng 1 đầu năm mình nghỉ, mà sáng nay mình vẫn phải đi làm. Đấy, về thì chợ năm mới đã diễn ra rồi, buồn sương sương. Đấy, về chợ năm mới phai phai đã chạy rồi. Thế thì chơi bời gì nữa? Đấy, chơi bời gì nữa? Chịu rồi, chiều nay 17 giờ nhá. 17 giờ hẹn anh em là hẹn anh em là chiều nay 17 giờ thì mình vào săn. Thì cái này nó sẽ làm mới mỗi ngày và sẽ có cả UG băng giá nọ kia. Thì nói chung là sự kiện này giòn. Sự kiện này phải nói là giòn. Tất nhiên là số lượng nó có hạn thôi. Nhiều bạn bảo là tại sao chỉ có 2.500 cái. Đấy, thì bây giờ cho nhiều thì có mà loạn à, cho nhiều thì các ông phá game à. Đấy, thế nên là chỉ như này thôi. Tôi nghĩ là 2.500 cái này là hợp lý rồi, là hợp lý nhưng mà có bí rồi. Chứ còn ví dụ cho nhiều quá ai đấy thành đồ quốc dân thì anh em lại không hài lòng. Nói chung là kiểu gì anh em không hài lòng thôi. Nói chung là đồ quốc dân thì có ai thích đâu. Ok, hôm nay chúng ta còn có sự kiện là mua 1 tặng 2 mà tính tiền 3 nữa. Đây, sự kiện mua 1 nhận 2, chia tay Justin Bieber. Thì sắp tới ấy, thì theo thông tin từ bên Ghana FIFA nước ngoài, đấy, bên Việt Nam thì chưa thấy đưa thông tin gì, nhưng mà nhân vật Justin Bieber và những cái đồ liên quan Justin Bieber sẽ sớm bay màu khỏi Ghana FIFA. Đấy, nhưng là ai mua rồi thì nó vẫn còn. Đấy, tôi sẽ mua cái xe thể thao này, nó cũng rẻ, 249 kim cương. Thì bên Ghana sẽ bán rất rẻ là hai thứ đó, là bộ trang phục độc quyền của Justin bên bờ. Đấy, mà bộ trang phục độc quyền này theo tôi đánh giá là anh em nên mua. Đấy, bộ độc quyền này anh em nên mua, tại vì là cái bộ này mặc được cho cả nam và nữ, rất là đặc biệt. Đây là bộ đầu tiên độc quyền mặc được cho cả nam và nữ, rất là đẹp. Ôi trời ơi, con trúng luôn đấy, ông hoàng nhạc pop. Đấy, quá ngon, quá ngon. Đấy, Justin Bieber thì cũng chưa thể gọi là ông hoàng nhạc pop được, nhưng mà nói chung là giòn. À, sự kiện này tôi đánh giá là quá giòn. À, giòn anh em ạ, rất là giòn luôn. À, ngon rồi, ngon rồi. Xong có cả điệu nhảy gì cả. À, điệu nhảy kia trước là bên Ghana phát free nhỉ. Đấy, điệu nhảy tên là cái gì, điệu nhảy tên là cái gì, enjoy cái moment này. Và hành động của Justin Bieber nhưng mà tên hành động này của Chipu. Và nhìn có vẻ rất Justin Bieber nhưng mà thực tế hành động này của Chipu. Đấy, ok, ui xoay, trúng luôn cái gậy đàn guitar này. Và được đó, ok, con dây luôn, thơm luôn. Đây thì cái bộ đồ Justin bên bờ này nó lại mặc được cho cả nam mà đỡ. Nữ đầu hơi chọc tí nhưng mà cũng được. Ai, nữ mà dù đầu hơi có tí trọc nhưng mà vẫn cứ là ok nha anh em nhá, vẫn cứ là ok la. Ai, anh em thấy được đó chưa? Ai, quá được luôn. Ai, ngon ngon lành ngành đào luôn. Xùi, hết nước chấm luôn. Hết nước chấm luôn. Xùi, à, bộ này nhìn rất là đẹp. Thực sự như thế, bộ này nhìn rất đẹp luôn. Nhưng mà chắc chắn những cái đẹp này cũng chưa thể nào mà bằng với cả những cái tai nghe ở trên Riaki Store được. Anh em mà đang có nhu cầu mua tai nghe, một loại phụ kiện điện thoại, đừng quên ghé ngay qua Riaki Store HN, Riaki Store HCM. Có chương trình khuyến mãi rất tuyệt vời vào giai đoạn đầu năm, đặc biệt là những mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe không dây gaming với độ trễ siêu thấp. Anh em hoàn toàn có thể mua so lạnh hoặc quạt tản nhiệt FL05 tặng ngay một bao tay Memo. Lại còn chờ đợi gì nữa ạ? Nhanh tay nhanh mắt thôi. Từ ngày mà dùng mấy cái tai nghe ở trên Riaki Store này, anh em biết sao? Mình bắn hay hơn hẳn. Mình bắn nó phải gọi là hay hơn hẳn nhé anh em nhá. Ông nào bảo bắn không hay hơn, ông này lại cho tính lại. Đấy, bắn hay hơn hẳn luôn, thề luôn. Anh em bảo là thằng này suốt ngày gọi là này suốt ngày quảng cáo mà thực tế là như vậy anh em ạ. Anh em không thấy rồi, tôi bắn lên tay vãi trưởng à? Đấy, tại tôi bắn lên tay vãi trưởng con bà bưởng luôn. Lại bảo là không lên tay đi,
quá chất cho đội bạn nước cất. Quá chất luôn. Lại bảo là không lên tay đi. Đấy, ok. Nào, pha đẩy lên đến vị trí của Ri Cà Khịa, streamer gà nhất Việt Nam. Úi thôi, lửa gảnh gỗi bị team mình hạ gục rồi. Nó bắn chết thật, lửa gảnh gỗi anh em ạ. Và vãi trưởng, bên kia có ông là tên hẳn là lửa gảnh gỗi luôn. Bó tay chấm com và bây giờ game thủ FIFA đặt tên game, đặt tên in game khá là lếu. Đặt tên game của người ta là lửa, à quên nhầm, người ta là Free Fire, ông là tên hẳn là lửa gảnh gỗi. Đấy, đâu rồi? Thằng nào ra đây được không nhỉ? Team mình còn 3 cháu này. Sấy luôn. Nhưng mà địch cũng chưa chết anh em ạ. Và đây có hơi, địch cũng khá cứng. Cứng như một quả trứng. Không phải đơn giản tí nào. Địch cũng khá cứng đấy. Đây rồi. Móc lộp. Mày chết. Ô, mình hết đạn ạ. Đủ thêm một vài viên nữa là nó đi rồi đấy. Và thêm một vài viên nữa là nó ra đi rồi đấy. Nó chạy được ạ. Cay. Quá cay luôn. À, thêm vài viên nữa là nó đi rồi, ngọn chân lạnh toát rồi. Ui, ngon rồi. Tí mình bắn hay thế nhở? Vâng, ông gậy thì bắn kinh thật đấy. Bắn thế thì còn đâu ra mà sân chơi cho mình nữa. Bắn như thế thì còn đâu xa gọi là chỗ thể hiện cho mình nữa. Tự nhiên là cày rank cứ gặp cái team bắn hay, chán. Cày rank cứ gặp phải gặp team bắn hay. Cày rank gặp team bắn hay chịu rồi. Cái rank team bắn hay thì mình lại phải lên rank thôi. Chả mấy lên huyền thoại, mua đây quyết tâm lên huyền thoại thử chiến anh em nhá. Đấy, sao nhảy trông khó chịu vãi. Đấy, mua đây quyết tâm là lên huyền thoại thử chiến, còn huyền thoại sinh tồn thì thôi. Đấy, mà tôi nghĩ có khi sang năm ấy, game FIFA của chúng ta chưa chắc là giữ lại chế độ sinh tồn đâu. Đấy, chưa chắc là giữ lại chế độ sinh tồn đâu. Sang năm có khi ở FIFA chuyển hết thành tử chiến. Đấy, tại vì là anh em thấy cái giải VFL, giải chạy bo ấy, bây giờ bên Anna nhá, họ còn cắt bớt giải chạy bo đi, họ chuyển về giải tử chiến thôi. Thế anh em phải đủ hiểu là bây giờ tử chiến nó như nào. Hôm qua tôi cũng vừa bình luận một cái giải đấu tử chiến ở bên Bắc Gấu. Đấy, một giải đấu tử chiến giao lưu sâu mét thôi. Đấy, nhưng mà nói chung là mình bình luận xong mình mới biết, anh em biết phát hiện ra điều gì không? Có mấy bạn comment là dạo này trông chú Ri tã quá. Đấy, kiểu như là trông xuống sắc quá. Mình bảo là thế bây giờ mình cũng già rồi. Đấy, mình cũng gắn bó với anh em chơi con game này đến 3-4 năm rồi. Và anh em nào mà xem tôi từ hồi 2018 thì anh em thấy là mình cũng làm FIFA mấy năm rồi. À, nhận được quả của chó con này. Đấy, nhận được quả cho con này. Ngon. Anh em biết là mình làm FIFA từ cái thời lúc mà tôi bắt đầu làm YouTuber FIFA ấy, thì lúc đấy đang là OB12. Đấy, lúc mà tôi bắt đầu OB11 chứ. Đấy, lúc mà tôi bắt đầu làm clip, những cái clip đầu tiên về FIFA ở trên kênh này, lúc đấy là khoảng OB10, cuối OB10, đầu OB11. Lúc đấy tôi vẫn đang chưa nghỉ việc ở Gà Rán. Đấy, xong rồi, thế mà bây giờ đến OB38 rồi anh em ạ. Và thế là làm đến OB69 thì nghỉ nhá. Làm OB69 nghỉ. Đấy, chả gặp thằng nào nhá. Team mình bắn hay quá, mình không có cơ hội thể hiện độ cho bản thân anh em ạ. Đấy, ok, đâu rồi, úi trời. Thì địch nhanh như này thì không có gì để bắn cả. Cả trận này toàn đồng đội hạ. Mình chán được cái mạng nào. Buồn trưng trương. À đây rồi. Buồn trưng trương này. Baby Green. Và Baby Girl mà nó ra tên sai. Nó ra thành Baby Green anh em ạ. Thế em bảo sao nó chảo oảng. Và đặt tên sai là dở rồi. Đặt tên sai là quá dở rồi. Đặt là Baby Green thì chịu rồi. Đấy, ngon lành cánh đào ngay. Anh em thấy không? Trận đấu quá đơn giản luôn. Chả hiểu sao team địch nó không có một tí phản kháng nào ấy. Đấy, team địch nó cứ yếu anh em ạ. Nó không có một tí phản kháng nào luôn. Chả hiểu cái gì. Đấy, bình thường team địch có vẻ phản kháng quyết liệt. Đây, team địch cũng chả phản kháng gì. Chịu đấy. Và quá rễ. Đấy, ok. Một pha đẩy lên đến vị trí của Ri Cà Khịa, streamer Cà Khịa nhiều nhất Việt Nam. Bắn đi gà nhưng mà hay Cà Khịa anh em ạ. Ngày xưa cái thời mà tôi nổi tiếng nhất ấy, đấy chính là cái thời mà tôi đặt tên là Ri Cà Khịa. Mày nấp ở đằng sau ok. Mày nấp đằng sau ok. Nấp đằng sau ok. Ui. Mình bắn cái khẩu cho con này, cái tầm phóng liệu nó thấp ấy nhỉ. Vâng, bắn nó méo đến anh em ạ. Ui. Mà đây có bắn ra nhưng mà mình đặt ra ngay quả bom keo mới của thẻ bù già. Ui. Tí chết. Tự bom. Đấy, anh gấu tạ lại thịt nó rồi. Anh gấu tạ bắn thế không có cơ hội cho mình thể hiện rồi. Bắn đấy, mình làm sao mà được thể hiện rồi. Trời ơi. Và ui, nó bắn nhau hay quá. Địch còn một thằng thôi. Lại phải thắng anh em ạ. Lại phải thắng. Đâu, địch còn thằng nào nữa.
Đấy, ra cứu ông anh AEP gấu tạ cái nhỉ. Anh gấu tạ, ra cứu anh gấu tạ, anh gấu tạ chết mất xác rồi kìa. Vâng, CK Phong. Ôi da, Phong sẽ nhảy ra ngoài thế Phong ơi. Vâng, Phong nhảy ngoài thế Phong trade đấy. Để rồi, được còn một thằng thôi. Ui giời ơi. CK Phong gãy. Ôi giời, gãy rồi. Tự nhiên thằng kia nó sắp, ui nó sắp cân 4 rồi anh em ạ. Nó sắp cân 4 rồi nhưng mà đấy cân 4 ở game khác nha. Vào game này không cân 4 được đâu. À, mình vẫn là người mang đến chiến thắng cuối cùng dành cho Tem. À, ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong video sau nha. Bye bye.